Đời Đường đã ghi lại thì chính vào đêm đó, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Khi Lý Thế Dân chuẩn bị sủng hạnh Võ Minh Lương, trời đột nhiên nổi sấm sét rất là dữ dội, sét đánh trúng vào cung điện mà hoàng đế cùng với mỹ nhân đang ở. Một thanh gỗ lớn rơi đúng vào vị trí của nhà vua. Trong thời khắc nguy nan đó, Võ Tắc Thiên đã nhanh chóng đẩy Lý Thế Dân ra ngoài, nhờ đó mà hoàng đế thoát nạn. Dù đã được Võ Mị Nương cứu sống trong gang tấc, Lý Thế Dân cho rằng đây là một điểm xấu và chính mỹ nhân này không mang lại một điều may mắn. Chính vì thế mà Lý Thế Dân không thị tẩm Võ Mị Nương trong đêm hôm đó và về sau cũng không muốn gần gũi nàng. Đây là lý do mà Võ Tắc Thiên chưa từng mang thai và sinh con cho Lý Thế Dân. Trong khi đó, sau khi đã trở thành là phi tần của con trai của mình đó là Lý Trị, thì Võ Mị Nương sinh được 4 người con. Tuy nhiên thì Lý Thế Dân vẫn đánh giá cao sự dũng cảm và liều lĩnh của Võ Tắc Thiên. Dù không được hoàng đế sủng ái, nàng vẫn được phong đó là tài nhân. 12 năm sống trong hậu cung lạnh lẽo, không được yêu thương đã hình thành một Võ Tắc Thiên kiên trì và với chiến lược cùng với tham vọng vượt trội hơn người, và qua thời gian của lịch sử đã biến bà thành một hoàng đế, nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất của Võ Tắc Thiên của phong kiến Trung Quốc, vừa tài năng mà sau này cũng có thể nói là vô cùng là độc ác.